Chính ông Minh Châu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị cái bộ tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện, hoàn chỉnh xong. Đây mới là phần mộc thô thôi, chưa hoàn thiện hẳn quý vị ạ. Thì kích thước là 42, cao 1m27. À xin lỗi, ngang 42, cao 1m20. Đây chúng tôi sẽ đo lại cho mình xem. Ngang là 42, cao là 120, đấy, 1m42, hơi đói đói một tí, 141.07, chính xác là 141.07, à là 41.07, chiều cao thì 119.09, đúng không ạ? 119.08 rưỡi. Ở cứ cho là 120 đi quý vị ạ. Nó vẫn vào thước lô ban đỏ mà. 118.9. Làm chuẩn như nhau luôn quý vị ạ. Đây. Tôi móc ở trên đầu xuống này. Có thể do cái thước này. Do cái thước này, 119.8. Sau đây chúng tôi sẽ quay kỹ cho quý vị xem từng chi tiết cái cây tùng này. Đúng không? Độ kênh bong liền khối quý vị nhé, okay. liền khối và kênh bong tay luồn vào trong vô tư này quý vị. Trong này rất là móc máy, rất là hiểm hóc, luồn vào trong vô tư. Nó đẹp nhất là cái hoa cúc này. Hoa cúc quý vị thấy không? Rất là tươi cảnh, rủ rất là đẹp và mềm, rất là mềm, rất là tơi, cái bông cúc cực kỳ kỹ thuật luôn. Và những cái chú gà trống rất khỏe, to khỏe, mập mạp, đúng không? Và đây là gà mẹ và gà con, đúng không? Trên thì là hoa hướng dương và có cặp chim. Đấy là cây cúc thì nó các cái bông cúc của nó rất đặc biệt. Còn cây tùng cũng vậy, những cái hoa tùng rất là mau và cái dáng cây bonsai rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì đến cây trúc. Cái tấm trúc này thì có một cái cây chuối ở đây, nó rất là dân dã thôn quê, đúng không ạ? Cái cây chuối rất là đẹp. Và cái cây trúc thì cái lá của nó, cái đường gân của tôi làm rất là kỹ thuật, mềm mại, với cái rất sắc sảo, rất mềm mại. Và kênh bong thì thôi rồi, đúng không ạ? Lưu ý là liền khối quý vị nhé. Chúng tôi làm cái này thì tương đối lâu để xưởng nó hơi bụi. Vân của nó thì tuyệt vời, cái khung này chúng tôi mới làm nên nó chưa bám bụi thì chúng ta nhìn rõ vân, nhưng mà đây cái tấm ở trong này vân cực kỳ nhiều luôn, chẳng qua là nó hơi bụi thôi, quý vị thấy không ạ? Đây, vân cực đẹp. Khi hoàn thiện lên thì là chúng tôi sẽ làm sạch sẽ nhẵn thì nó sẽ rõ cái vân ra. Cây mai này, cái thân cây mai thì tuyệt vời luôn, nhìn như thật quý vị nhỉ, thân cây mai nhìn như thật. Đấy. Cái bông hoa mai rất là mềm mại và dáng rất bonsai và mau cảnh. Mẫu này của tôi là rất là đặc biệt. Bộ này thì chúng tôi bán chỉ có giá là 30 triệu thôi, giá rất là hợp lý thôi, giá cực kỳ hợp lý và đục rất mau. Cái mẫu này thì nó là cái mẫu cổ rồi, các cụ để lại rồi, ở rất nhiều cơ sở làm thì quý vị cũng tham khảo ở trên mạng, nó rất là tiện, đúng không? Bây giờ thời đại 4.0 thì quý vị tham khảo các cơ sở khác. Cũng thấy là người ta cũng có làm những cái mẫu như thế này, nhưng mà quý vị lên xem kỹ cái phần đục, xem là cái chất lượng đục, đúng không ạ? Con hươu, con nai nó phải có hồn, đúng không ạ? Con gà thì nó phải có hồn, và cái cây nhìn nó phải có hồn. Bông hoa, cái lá, cái cành, đúng không ạ?